Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi xem cái khu vườn mini, vườn ươm mini của mình ha. Mình sẽ ươm những cây này để mình chuẩn bị cho khu vườn mới đó các bạn. Đây là những cây cà chua mà mình ăn cái mình lấy hạt, lấy cái ruột mình bỏ ra mình ươm đó các bạn. Mình ươm một trái mà nó ra rất là nhiều luôn, các bạn thấy không? Rất là xanh tươi. Đây là những cây cà chua mà mình mua ở chợ, mình mua cái trái ở chợ về mình ăn, mình lấy hạt mình ươm đó các bạn. Này nó cũng rất là dễ có giống, mình đâu có cần phải đi ra ngoài mua đâu các bạn. Và đây là những cây ớt này là mình cũng mua cái ớt mà đông lạnh đó các bạn, mình về mình ăn xong rồi mình lấy một trái mình ươm. Và bây giờ nó cao như thế này đây, nó lớn như thế này, nó ra rất là nhiều nhưng mà mình đã nhổ bớt và mình chừa lại một số cây thôi để cho nó đủ dinh dưỡng, nó phát triển. Hầu như nó mọc 100% hết, không có cây nào mình nghĩ không có cây nào mà học hạt nào mà không mọc hết, cho nên rất là nhiều. Các bạn thấy rất là xanh tươi không? Và đó cà chua đó. Và đây là những cái hạt mướp đó các bạn. Hạt mướp này thì người quen của mình, người bạn của mình cho mình lấy 3 hạt mình ươm thử, bởi vì mình nghĩ mình chỉ cần trồng vài hạt thôi. Và bây giờ nó sau 1 tuần nó lớn thế này rồi các bạn. Sau 1 tuần nó được như thế này rồi. Và mình sẽ trồng nó vô cái chậu các bạn ha. Mình bỏ nó vô trong cái thùng 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 nhựa để mình trồng nó các bạn. Trồng đỡ trong này vì mình chưa có lên khu vườn mới. Và đây là những cây chanh mình, cây chanh này là cây chanh chanh trái vàng á các bạn, màu vàng á. Mình ăn cái mình lấy hạt mình gieo xuống và bây giờ nó lớn thế này đây, nó cũng rất là nhiều, nó mọc cũng rất là nhiều, mình cũng nhổ bớt các bạn. Và đây là những trái, những hạt cây khổ qua các bạn. Mình đi chợ mình mua khổ qua mình ăn xong rồi mình lựa một cái trái mà nó hơi ngã màu vàng á, cái mình lấy về mình ăn xong mình lấy cái hạt của cái trái màu vàng đó mình gieo xuống là 10 hạt các bạn, mà nó lây 10 cây, nó không có hạt nào mà không lây, mà chỉ có 3 ngày là nó nảy mầm rồi. Và bây giờ nó lớn thế này rồi các bạn, nó lớn 10 cây đầy đủ, nó phát triển rất là mạnh, 10 hạt đều phát triển mạnh hết. Mà cái hạt này lấy từ cái trái hổ qua đó các bạn, lấy từ trái mua ở chợ đó. Bây giờ mình đã trồng nó vô trong cái thùng sơn các bạn, mình trồng vô đây đó, các bạn thấy nó vẫn phát triển rất là đẹp luôn. Và bây giờ nó lớn thế này rồi các bạn ơi, bạn thấy nó mau lớn không? Mà mình nói mỗi ngày nó lớn 1 gang tay luôn á, bây giờ nó bò ra. Mà mình thì chưa có như thể di dời lên cái khu vườn mới được, bởi vì con mình chưa có học xong nên mình vẫn phải chờ các bạn. Mà giờ nó bò thế này rồi không biết làm sao để cho làm cái giàn cho nó, nhưng mà mình làm giàn thì mình không thể bỏ vô xe mà chở đi được các bạn, nên mình cứ cắm mấy cái cây ngắn ngắn vậy thôi mà rất là thương. Và đây là cái quật bạn của mình cho, bạn đó cũng ăn quật rồi bỏ hạt ra rồi nó mọc lên cho mình đó. Các bạn thấy mình đâu cần phải đi mua cây giống, cây giống nó cũng rất là mắc đó các bạn, thì mình chỉ cần ăn rồi mình lấy hạt mình chịu khó mình ươm thì nó cũng có cây giống để mình trồng các bạn ơi. Đó các bạn, đây là cái cây kinh giới. Cây kinh giới này thì mình mua để mình làm giống đó, mình mua một cây thôi. Và đây húng quế, à đây cũng kinh giới mà mình trồng từ nhánh đó, mình thử mình trồng mình dăm thử nó có ra không. Và đây là cái cây cây sống đời, mình mua về mình chưng tét xong rồi mình lấy lá mình ươm ra đây các bạn, mình dăm ra đây và nó cũng đã ra ra rễ rồi bạn, nhưng mà nó hơi lâu, nó cỡ hơn cả tháng nó mới ra rễ đó. Nó ra rễ mình vài bữa nó nứt mục là mình sẽ trồng ra ngoài được. Đây những cây hành mình dăm trong cái hộp nhỏ nhỏ.
Và đây là những cây táo các bạn. Mình cũng những cây táo này á, mình có 4 cây táo. Những cây táo này á, là mình cũng mua táo về mình ăn á, cái mình lấy hạt mình ươm. Và bây giờ mình lấy được 4 cây các bạn. Cây này thì cũng được 2 tháng à. Cây hồi nãy là cỡ 1 tháng. Đó, 2 tháng rồi đó. Nhưng mà bởi vì mình trồng trong cái chậu quá nhỏ cho nên nó không có phát triển mạnh được. Đây mình trồng trong những cái chậu rất là nhỏ, cái hộp nhỏ nhỏ các bạn. Bởi vì mình không có đất để mình để cho nên mình chỉ ươm sẵn trong này, rồi vài bữa mình lấy đi kia mình trồng ra. Mà chắc mình cũng trồng một cây thôi các bạn, mỗi thứ mình trồng một cây thôi. Rồi đây là rau răm, mình cũng dăm cành. Và đây là giáp cá, bạn mình cho có hai nhánh thôi. Và về mình dăm thì bây giờ các bạn thấy nó đã nhảy mục ra rồi đó, nó nhảy ra rất là nhiều đó, các bạn thấy không, nó nhảy ra rồi. Và đây là bạn mình cũng cho mình một chị đó, chị cho mình một cây ngò gai, và ngò gai nó cũng đã nhảy ra được một nhánh. Cây cải này là mình mua cải thì mình ăn, mình dăm xuống nó ra đó các bạn. Đây là cây rau dền. Rau dền này rau dền ta mình cũng để làm giống đó, để cho nó lên bông cái mình sẽ lấy hạt hạt mình làm giống. Đây là húng lủi cũng dăm từ cành. Cái này là cây bạc hà, anh bạn của mình cho 2 cây. Và rau má thì đây cũng bạn của mình cho giống đó các bạn, để mình về mình trồng rồi mình lấy giống sau này mình đem đi vườn mình trồng đó. Mình trồng trong này nữa, mình tận dụng đủ thứ để mình trồng mình lấy giống các bạn ơi. Đây là cây chanh, chanh này mình trồng ra ngoài. Và đây là những cây mồng tơi cũng người quen cho mình, về mình trồng vô đây để vài bữa mình lên đó mình trồng ra ra vườn. Đây là cây quýt cho các bạn, mình ăn cái trái quýt mà trái quýt này rất là ngon luôn. Mình lấy hạt mình ươm nó lây mình rất là mừng luôn. Và đây là những cây lê, mình mua trái lê về mình ăn thì mình ươm ra được 4 cây đây các bạn. Bây giờ nó mọc ra 4 cây á, mà nó mọc rất là nhiều nhưng mà mình bỏ bớt á, mình nghĩ mình trồng 4 cây là ớn rồi. Rồi sau này mình sẽ chọn lại. Đây những cây rau quế mình cũng dăm từ cành. Rau quế dăm cành đó, còn cái chậu này mình mới vừa cắt. Mình dăm nó tốt mình ăn mình cắt đó các bạn. Mình cắt rồi đó. Mình cắt nó một hai lứa rồi đó. Cái chậu này 2 lứa rồi. Và đây là cái cây bồ ngót, bạn mình cho mình cái gốc. Mình về mình cắt ngang cái là giờ nó nứt mục ra đây. Mình cũng để làm giống đó, sau này nó có hạt á. Nó mướt nứt lên nó già nó có hạt mình sẽ làm giống. Còn không thì mình có thể mình cắt nhánh mình dăm cũng được. Đây là những cây bông mà không biết bông gì đây, gọi bông cúc gì á. À, chị bạn cho mình về mình trồng. Cái xong rồi nó ra bông, nó ra bông nó rớt xuống, bây giờ nó nứt lại lứa thứ hai đó các bạn. Còn cái cây lớn nó là nó chết rồi. Bây giờ cái cây này mình ít bữa mình lại mình nhổ mình trồng ra ngoài. Đây là những cây bơ, mình có 2 cây bơ. Một cây là mình trồng ra chậu rồi và một cây là nó mình đang ươm từ hạt đó các bạn. Các bạn thấy mình từ hạt nó nứt lên không? Mà cây này mình ươm cũng 2 tháng rồi mình trồng ra chậu rồi. Mình mới trồng cho nên nó chưa có lại sức, nó cũng còn bị héo lá. Đó các bạn thấy táo rồi lê rồi rồi bơ ha, rồi quýt. Nói chung là tất cả những thứ này mình đều mình ăn, mua về mình ăn là mình lấy hạt mình trồng đó. Đây là những cây sả mình cũng mua về mình ăn, xong là mình lấy vài tép ra mình cắt ngắn rồi mình đem mình dăm. Bây giờ nó ra rễ rồi các bạn, ra rễ nó nứt mục lên rồi nè, các bạn thấy không? Vậy là mình cũng
chờ nó lớn lên chút nữa cái mình đem ra chậu mình trồng. Mình trồng có 6 tép thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trồng nó ra chậu. Bây giờ nó ra lá rồi các bạn. Mình trồng ra chậu được hơn 1 tuần rồi đó. Bây giờ lá nó cũng nhiều rồi. Thì đây là tất cả những cái cây giống mà mình mua trái về mình ăn, rồi mình lấy hạt mình ươm, cũng như là mình mua rau về mình ăn, mình lấy cành mình dăm. Rồi một số cây á, thì bạn mình cho nên mình có được cái vườn ươm như thế này để mình sẵn sàng cho cái khu vườn mới. Thì khi mà mình sẽ di chuyển tất cả cây này lên khu vườn mới mình trồng thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kết quả của nó phát triển như thế nào, mình sẽ chia sẻ sau. Và ngoài ra mình cũng đã sẵn sàng một số hạt giống mình mua ở Amazon, rồi mình mua ở Home Depot mà mình chưa ươm, bởi vì đó là hạt giống mình mua cho nên mình chưa có ươm. Còn những cái này có, bởi vì là mình ăn mình lấy hạt mình gieo cho nên là mình có cái vườn ươm này. Sau này về khu vườn mới thì mình sẽ gieo trồng nhiều hơn. Thì đến đây thì video cũng đã dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình tới thời điểm này. Và bạn nào thích thì cho mình xin một like, share và nhớ subscribe cho kênh của mình. Mình xin tạm chào tạm biệt các bạn. Bye.